Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV đây mấy bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy Đào. Và như các bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ làm gì Sammy nhỉ? Hôm nay mình sẽ ăn mọi thứ trong Minecraft và ngoài đời. Đúng vậy, ngày hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình sẽ ăn tất cả những món đồ ăn có ở trong Minecraft mà mình kiếm được ở ngoài đời thật và trong Minecraft nha các bạn nha. Và mình đang rất là hồi hộp, không biết ngày hôm nay mình với Sammy sẽ tìm ra được cái món gì mới đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok, thì trước tiên thì mình với Sammy sẽ cần phải tìm ra thử coi cái món ăn ở trong Minecraft là món gì trước, rồi chúng ta sẽ tìm nó ở ngoài đời thật tiếp nha các bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm đồ ăn chỗ nào ta? Cái nhà của tôi thì nó nổ tanh bành là cho tôi nghĩ là không có đồ ăn trong đó đâu. Cho nên là bây giờ mình qua bên nhà của Siro mình kiếm đồ ăn đi ha Sam ha. Ok, được. Vậy bây giờ mình sẽ qua bên nhà của Siro nha các bạn nha. Nhà Siro mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều đồ ăn cho chúng ta ăn luôn á. Đây để mình qua xem thử coi hiện tại nhà của Siro là ở bên đây. Wow, nhà Siro là tôi thấy là có đồ tập tạ nè, rồi đồ chơi pizza nè, đồ đấm bốc nè, chứ chưa thấy đồ ăn đâu hết các bạn ơi. Rồi, đây nè. Nhà bếp nè, từ từ để mình vô nhà bếp xem thử coi ở trong cái tủ này có gì không. Không có gì hết. Tủ này thì sao? Cũng không có gì luôn. Còn cái tủ này tủ lạnh nè. Ui, cái gì đây? Trứng hả? Cái gì vậy? Ồ, ở trong tủ của Siro có mấy quả trứng nè bạn ơi, để mình xem coi. Ủa, cái trứng này thì nhỏ xíu à. Giờ cái trứng này sao ăn? Để đặt đây, mình đập nó ra. Đây. Trứng gì bé xíu vậy? Cái trứng này thì nó bé xíu, bé tí tẹo hả bạn ơi. Mình nghĩ rằng là ăn sẽ không có ngon đâu. Để mình xem cái trứng bên này xem coi như thế nào. Wow, cái trứng này thì to hơn nè bạn ơi. Mà hình như khoan, cái trứng này theo như tôi nhìn thì chắc nó là trứng rồng á Sam ơi. Trứng rồng hả? Đúng rồi. Wow, hay là vậy? Ê, hay là bữa nay mình thử mình làm khó xíu đi, mình ăn thử trứng rồng được không Sam? Nhưng mà ngoài đời làm sao có trứng rồng được? Không hả? Thật ra chúng ta sẽ đều có cách hết Sam yên tâm. Được rồi, vậy bây giờ tôi quyết định tôi sẽ lấy cái trứng bự này thay vì lấy cái trứng nhỏ. Ok rồi, chúng ta đã có được cái trứng rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đến cái món ăn tiếp theo nha bạn nha. Mà khoan từ, cái trứng này cũng hay nè. Hay là bây giờ mình ăn cái trứng trước đi, mình kiếm cái món tiếp theo sau ha. Tôi đang thắc mắc là trứng rồng ngoài đời ông sẽ lấy như thế nào đây, thắc mắc dễ sợ luôn á. Ok, vậy được rồi, chúng ta sẽ ăn món trứng rồng đầu tiên nha bạn nha. Ok, ăn thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn đầu tiên mà chúng ta đã tìm được ở trong Minecraft, đó chính là trứng rồng. Trứng rồng. Đúng rồi, trứng rồng. Ủa ngoài đời lấy sao? Ngoài đời không có trứng rồng hả? Không. Tất nhiên là không có rồi, cho nên chúng ta cần phải có một cái gì đó giống trứng rồng mấy bạn ạ. Chứ kiếm trứng rồng ở đâu ra trời. Đúng mà không? Nếu mà có một thứ giống vậy thì nó phải rất là to. Mà làm đúng sao rồi. Có được? Tất nhiên là quả trứng rồng rất là to đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cần có một quả trứng. Trứng đà điểu. Cái gì? Trứng đà điểu? Ủa là sao vậy? Chúng ta cứ coi như là nó là trứng rồng đi các bạn. Tại vì ở ngoài đời thật làm gì có trứng rồng. Nhưng mà bởi vì không có trứng rồng, nhưng mà mình đã lỡ tìm được trứng rồng trong Minecraft. Vì vậy cho nên mình đã quyết định chọn ngay một cái thứ gì đó giống như trứng rồng nhất. Đây. Ủa, to vậy? Trứng gì to vậy? Wow. Một quả trứng siêu to luôn. Trời. Wow. Ôi trời ơi, cái quả trứng nó to kìa. Nó bự hơn cái đầu của tôi luôn á. Từ. Nó bự hơn cái đầu của Sam luôn các bạn ơi. Để tôi gõ thử với đầu tôi có bự không. Ghê quá hả? Ê, sao cứng vậy, hóa thành rồi hả? Ui, tính ra nó cứng lắm nha. Ui, tính ra nó cứng lắm luôn á các bạn. Wow, Sammy có cầm thử không? Sợ lắm, sợ. Cầm thử thì sợ gì, quả trứng hay mà. Các bạn ơi, nó nặng không? Nặng. Nặng lắm đúng không? Cục tại á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nó nha các bạn nha. Thì để có thể ăn được nó thì chúng ta cần phải chiên nó lên. Mình nghĩ là mình sẽ chiên đi thay vì là mình sẽ luộc nó lên. Mới đầu mình tính là luộc, nhưng mà luộc rất là lâu lắm đó, cho nên mình sẽ chiên nha các bạn nha. Rồi, và bây giờ mình đã chuẩn bị cho mình một cái đồ chiên. Và ở đây thì quả trứng này mình nghĩ rằng mình sẽ dùng cái này để mình gõ nó. Ok, Sammy gõ thử coi nó khi nào nó bể. Sợ lắm á. Gõ thử đi, gõ thử đi. Cưng. Mạnh vô, mạnh vô, có mạnh vô đừng có sợ. Sammy gõ yếu à, để Phong. Đây, các bạn coi mình gõ cái quả trứng này nha các bạn. Ok. Thấy chưa? Nè, bể nè. Bể rồi, bể rồi, bể rồi, nứt rồi. Nó bể rồi các bạn ơi. Oh my god. Từ từ, bây giờ để mình tách cái vỏ của nó ra trước.
Wow, cái vỏ của nó dày thiệt sự luôn các bạn. Dày ơi là dày luôn á. Đây bây giờ là bên trong của nó nè. Đây mình sẽ cho các bạn xem bên trong của nó. Ui nhiều lắm nha. Có nghĩa rất là to luôn á. Đây bây giờ mình sẽ đổ nó ra nha. Wow, oh my god. Oh my god. Wow. Trời ơi, nhiều dữ vậy. Đầy nguyên cái này luôn bạn. Đầy cái nồi luôn rồi. Cái này là Thành là nấu canh luôn rồi chứ không còn là chiên trứng nữa bạn ơi. Nhiều quá vậy. Oh my god. Đầy nguyên cái nồi bạn thấy không? Nó rất là dày luôn. Không biết chiên bao giờ mới hết được luôn á. Cái này mình nghĩ rằng là bọn mình phải đổ bớt ra thôi chứ cái này nhiều quá thì sẽ không thể nào chiên được hết các bạn ạ. Cho nên mình sẽ đổ bớt ra nha. Ôi nhưng mà cái mùi của nó thơm quá nha. Thơm thật sự luôn á. Thơm mùi trứng chiên ghê luôn á. Và sau khi đổ ra đầy cái tô này rồi mà nó vẫn còn rất là nhiều ở trong đây luôn. Oh my god. Cái trứng này ăn cái làng quá các bạn ơi. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là ngồi và khuấy nó lên chờ nó chín thôi. Hơi bị lâu nha, tôi thấy hơi bị lâu nha các bạn. Bị hơi dày á. Nó y như là bơ vậy các bạn, nó đặc sệt như thế này luôn nè. Quá trời quá đất luôn. Cái trứng cá sấu lần trước các bạn nào nhớ mình có quay một cái video là mình đã ăn thử trứng cá sấu á, thì cái trứng của con đà điểu này nó còn sệt hơn cả trứng của cá sấu nữa cơ. Later. Rồi ok, đã xong rồi đây và sau hình như là cũng phải 30 phút đồng hồ mình ngồi và mình nấu nó từng chút thì cuối cùng cũng đã chín. Hơi lâu nha. Và mình đã bỏ nó vào trong cái quả trứng như thế này nè bạn. Đó. Ok. Bây giờ là chúng ta chỉ cần múc ở trong cái quả trứng này và ăn thôi, y hệt như đang ăn trứng rồng thiệt luôn á bạn. Mình sẽ mời Sammy ăn trước. Ăn trước đi bây giờ. Ok. Vậy thì Phong ăn trước nha. Ok, mình sẽ gắp một miếng thật là to luôn đi. Có gì đâu mà sợ, nó cũng chỉ là trứng thôi mà. Đây, ok. Ăn thử nè. Hả? Chưa, trứng này khác trứng gà mà. Không, thật ra là ăn vô cảm giác nó rất là ngon. Thật. Ngon mà sao mà không nhăn vậy? Không, tại vì Phong đang cố gắng đi để cảm nhận coi nó có vị gì á. Thật sự là nó ngọt, nó hơi có một chút vị ngọt ngọt các bạn ạ. Ngọt hả? Nó thơm hơn là trứng gà bình thường nè. Và đặc biệt á là nó béo hơn trứng gà nha các bạn nha. Đấy, ok rồi. Cho tôi một ít thôi, một xíu thôi, đừng có khôn. Ok nè, ăn nghe một miếng thôi. Thế nào? Đúng rồi, nó rất là nó đầm đầm vậy bạn, nói chung là nó có ngọt hơn. Ngọt lần đầu tiên cho cuộc đời cầm nguyên quả trứng to đùng như thế này ăn à, cảm giác kiểu mắc cười quá ha. Trứng to ghê. Tôi ăn trứng lộn vậy đó, trứng lộn quá. Còn cái này là cái vỏ của cái trứng nữa bạn, mình sẽ thử cắn cái vỏ của nó thử coi. Ủa, cái vỏ nó cứng cỡ nào. Thôi thôi. Thử thôi. Mình sẽ để gần mic cho bạn nghe tiếng. Oh, muốn gãy răng luôn á. Muốn gãy răng luôn á. Dày luôn xong cắn gì? Cái tiếng của nó rất là giòn luôn á bạn. Ủa nó rất là cứng nha. Nếu mà vậy thì cứng lắm luôn á. Ok rồi, Sammy chấm cho cái quả trứng này của chúng ta, trứng rồng này của chúng ta được bao nhiêu điểm? Chắc là sẽ ổn với 7 điểm. Có nghĩa 7 điểm hả? Tôi thấy nó ngon, chứ sẽ cho nó 8 điểm nha các bạn nha. Cảm thấy rất là ngon luôn á. Ngon mà. Nè, cái này tôi sẽ để dành khi nào tôi nấu mì, tôi sẽ bỏ cái mì tôi ăn. Thơm mà. Đây mình sẽ cho bạn nhìn lại nó thêm một lần nữa nè. Đó, một quả trứng bên trong là có trứng chiên. Quả trứng rất là to. Đấy, ok. Yeah, và vừa rồi thì mình và Sammy mới vừa ăn xong món trứng rồng ngoài đời thật, nhưng thật ra đó là trứng đà điểu nha các bạn nha, tại vì rồng là cái thật. Nhưng mà thôi không sao, dù gì nó cũng giống như là ở trong Minecraft rồi. Ở trong Minecraft là cái trứng to đùng mà, đúng không? Đó. Rồi, và món tiếp theo chúng ta sẽ ăn là món gì đây ta, để tôi đi kiếm thử nha. Ở Sammy bên này có đồ ăn cho bà nè. Nè nè, có nè. Chị không á, không chơi nha. Ở chỗ này có nguyên cái con chuột luôn nữa bạn. Ông mà thấy con này tôi trong ăn mình á, tôi sợ lắm. Mệt ghê. Trời ơi, tôi thấy con này cũng ngon mà, hay là tôi thử làm món chuột xào lăn cho sao ăn thử ăn. Không cho. Đi con, đi xuống bơi. Rồi, tôi cho nó bơi rồi. Trời ơi, bà quăng con chuột xuống nước rồi, tội nghiệp nó quá vậy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua bên nhà tiếp theo để kiếm đồ ăn coi. Mình nghĩ rằng là nhà cá mui đi. Ok, qua nhà cá mui xem thử coi. À, để coi. Nhà của cá mui là có gì ăn không? Khoan từ, bà đang làm gì đây? Ủa, Sam ơi, bà đang nướng xúc xích nè. Wow. Trời ơi, tôi thích ăn món này nhất trên đời luôn á. Vậy hả? Ok, được rồi. Vậy thì nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ ăn món xúc xích nha. Ok, lấy xúc xích nè. Rồi, ok. Món ăn đầu tiên đó chính là món xúc xích hot dog nha bạn nha. Ok, rồi. Thích quá. Bây giờ nó sẽ ngon nhất luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến món tiếp theo nào. Let's go. Rồi, đến với món ăn tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tìm ở bên nhà của mèo Simmy nha bạn nha. Tại nhà của mèo Simmy là mèo Simmy bán đồ ăn, cho nên chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn ngon đây. Để mình vô xem thử coi. Đầu tiên ở bên này là có một cái xô cà rốt nè, nhưng mà cái thùng cà rốt này á, nhìn không có gì thú vị hết trơn á. Bên này là táo.
táo thì ăn thì nó bình thường quá, bên này là trái cây vậy, trái cây cũng dở nữa, còn bên này là bánh kem à. Hình như là lần trước là tôi với Sammy là có ăn bánh kem rồi, cho nên là bọn tôi không muốn ăn bánh kem nữa. Bên này là bánh gì đây, bánh gì đây, à bên này là kem, bên này là kem chuối, kem chuối kìa, ngon chưa. Nhưng mà tôi cũng không thích ăn kem cho lắm, tôi muốn ăn cái món gì đó khác. Ủa, coi rốt cuộc có món gì ăn khác khác không? Ôi, hồi gì chùm hoài vậy? Có kẹo nè, hay là mình ăn kẹo được không? Kẹo hả? Đúng rồi, nhìn ngon á, tôi cũng đang thèm kẹo nè. Ok, được rồi, vậy thì tôi sẽ lấy kẹo nha các bạn. Ok rồi, vậy chúng ta đã có được thêm hai món nữa là xúc xích và kẹo. Ok, đến với món tiếp theo nào, đi tìm thôi. Rồi, và cái nhà tiếp theo mà mình với Sammy sẽ ghé đến đó chính là nhà của Ruby. Yeah. Ruby, Ruby. Ok, rồi, nhà của dạ, Ruby. Tìm liệm tìm. Rồi, để vô nhà của Ruby coi nhà Ruby có món gì ăn nha các bạn nha. Mở cửa ra nè, đi vô xem thử coi. Để coi nhà Ruby có gì đặc biệt không. Trời, tôi còn không biết nữa mà. Đây nè, nhà của Ruby có đồ ăn nè. Trái cây vậy, trời, lại là trái cây. Còn bên này là gì đây, gà quay vậy. Gà gà quay thì mình với Sammy lần trước là bọn mình cũng có ăn rồi đúng không Sam? Nói chung là mấy món bình thường thì mình ăn sạch hết trơn rồi, không có món nào mà làm tụi mình gọi là khó ta. Đúng rồi, từ khoan từ bên này. Bên này có gì đây? Mì hả? Cái này được nha, tôi sẽ lấy cái này. Cái này được mì Sam. Tôm trong mây quá. Hay dữ vậy. Đúng rồi, mình sẽ ăn thêm món mì nữa. Ê, tưởng tượng đi, mình sẽ bỏ xúc xích chung với mì mình ăn được không? À, ngon ngon, tôi khỏi nha. Trời ơi, tôi khỏi ăn mì tôm với xúc xích luôn á. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta đã tìm được ba món ăn tiếp theo chúng ta, đó chính là mì gói nè, kẹo nè và xúc xích nha các bạn nha. Ok. Ha, chừng chờ gì nữa nào? Chúng ta cùng nhau ăn ở ngoài đời thật thôi. Let's go. Đến với món tiếp theo, mình bảo đảm rằng đây là một món Sammy cực kỳ thích luôn. Ô, tôi biết cái gì, tôi biết cái gì. Cái gì? Xúc xích. Đúng vậy. Nên. Ủa? Sao nó lại vậy? Bởi vì nó chính là xúc xích khổng lồ. Ở trong Minecraft chúng ta chỉ tìm được cây xúc xích nhỏ thôi, nhưng mà mình là mình thích chơi lớn, mình chọn nguyên cây xúc xích siêu bự luôn. Thích chưa? Ê, nấu mì ăn được không? Được. Tôi đi mua. Sao muốn nấu mì không? Nấu mì tôi ăn đi. Nấu mì ăn đi. Không sao, một tí nữa mình sẽ nấu mì cây mình ăn chung nhau. Đúng rồi. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra một cái trước để ăn thử nha. Nấu mì ăn đi, nấu mì ăn đi. Từ từ, tại vì chúng ta chưa kiếm được mì ở trong Minecraft. Cho nên chúng ta chưa được ăn. Chúng ta phải ăn này trước không? Hai từ trước tiên mình sẽ mượn cái kiếm của Zoro. Đây, mình có một cái kiếm của Zoro. Cái này là cái kiếm của mô hình thôi, nhưng mà thôi kệ, mình sẽ lấy nó để cắt. Khi nào nó đứt ra tôi cho bạn. 5 minutes later. Oh my god. Trời ơi, nó to thật sự. Ui mà cái mùi thơm quá nha. Nè, sao mày hử thôi. Thơm không? Hả? Giống xúc xích bình thường rồi đúng không? Lần đầu tiên trong cuộc đời Sammy sẽ được ăn siêu ngon. Cắn đi. Cắn. Trời ơi, bà cắn một phát là nguyên một cái miếng bự luôn các bạn ạ. À. Rồi bây giờ mình sẽ cắn thử nha. Ăn ngon, ăn mì đi. Sammy thấy ngon hả? Ngon. Sammy thấy ngon nhưng mà riêng mình đó thì mình cảm giác nó hơi mặn mấy bạn ạ. À. Mặn gì? Trời ơi. Hơi mặn. Thôi ăn mặn mấy bạn ơi. Yeah. Thiệt hả? Ăn mì. Ok, bây giờ mình sẽ tách nó ra làm đôi cho bạn xem thử nè. Wow. Ủa? Sao nó đứt bên này ta? Wow. Lại ra. Wow. Oh my god. Wow, tôi ăn mì quá. Mình cảm giác như là cái xúc xích này các bạn, nó giống như là pate hơn là giống xúc xích bình thường. Nó là xúc xích. Nói chung á là cái xúc xích này ăn cũng ngon, cũng thú vị. Nói chung là cũng được, để bữa nào mình nấu mì mình ăn thử. Theo như mình nhớ thì hồi nãy mình với Sammy có kiếm được kẹo ở trong Minecraft. Kẹo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn kẹo thôi. Kẹo gì to vậy? Đây chính là kẹo dẻo gấu các bạn ạ. À. Và cái bịch kẹo này có giá là 11 đô các bạn ạ. À. 11 đô có nghĩa là khoảng hơn 200 ngàn cái bịch này nha các bạn. Kẹo thôi hả? Oh my god. Ok, để mình mở ra xem coi nó có gì đặc biệt nha các bạn nha. Ui, mùi kẹo thơm lắm luôn á nha. Kẹo này Việt Nam chưa thấy ai bán okay, nha. Ok, mình sẽ đổ nó ra ngoài cái dĩa để xem thử nha các bạn nha. Kẹo dẻo. Wow, nó nhiều loài vậy. Ui, nó có nhiều loài gấu khác nhau các bạn ơi. Quá trời màu sắc luôn các bạn ơi. Đây các bạn đang thấy là trên tay của mình với Sam là cái viên kẹo gấu hình cầu vồng, màu cầu vồng các bạn ạ. Rồi, ok, vô nè. Chi, ok. Ui, ghê nha. Mấy bạn biết nó giống cái gì không? Sao biết nó giống cái gì không? Giống kẹo. Thì nó là kẹo đó, nhưng mà giống kẹo.
kẹo rồi. Ủa? Nhưng mà cái mùi vị của nó, nếu như ngày xưa có bạn nào đã từng ăn cái kẹo mà kẹo cá sấu á bạn, mấy bạn biết cái kẹo hình con cá sấu không? Ờ cái viên kẹo đó thì bây giờ á, cái viên kẹo này mùi của nó y hệt luôn. Y hệt viên kẹo cá sấu luôn. Ủa thật luôn hả? Ừ. Thật ra thì nó cũng không có khác gì kẹo dẻo bình thường đó mấy bạn ạ. Đúng rồi. Có điều là nó bự hơn thôi. Và bây giờ thì Sammy hãy thử chấm điểm cho cái kẹo này được bao nhiêu điểm? Tôi lại thích kẹo Việt Nam hơn mấy bạn ơi, tại vì kẹo Việt Nam hợp với tôi nhiều hơn đó. Còn Phong á thì riêng Phong là Phong là một người không thích ăn kẹo cho lắm mấy bạn ạ. Cho nên là nếu là Phong chấm thì Phong sẽ chấm cho 6 điểm, còn Sam bao nhiêu? Tôi hả? Chắc là cũng 6 điểm bằng không? 6 điểm luôn ạ. Ok, nói chung là ngon, cũng khá là ngon. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau khi mà quay xong video này là cái dĩa kẹo này của tôi sẽ biến mất, bạn hiểu không? Mà ai lấy thì bạn biết rồi đó. Ai vậy? Ai vậy? Quay nhé bạn ơi. Ok, và món ăn tiếp theo của chúng ta sẽ là món mì cay. Hôm nay tôi sẽ nấu một lần 5 gói mì cay luôn cho Sam ăn đã đời. Wow, trời ơi, trong Minecraft thì được mì nên bây giờ mình đã được ăn mì cay. Ok, thật ra trong Minecraft á, nó là mì gì thì mình không biết. Nhưng mà mình ở ngoài thì mình sẽ chọn mì cay nha các bạn nha, ok. Tại vì nó ngon. Nó vẫn là mì thôi, ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra, ok. Wow, văng tùm lum. Sorry. Đây, để cái tô vô nè, rồi ok. Mình sẽ ăn 2 gói hay 1 gói hay 1 gói thôi. 2 gói luôn, có nhiều. Ok, bỏ vô. Rồi Sammy bỏ vô đi. Wow, mì nè. Đó, 2 mì. 2 mì, rồi ok, mở gói gia vị ra. Rồi ok, bây giờ Sammy muốn ăn mì cay khô hay mì cay nước nè? Mì cay nước. Nước đúng không? Rồi nước, ok, không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết vô luôn nha. Và sau đó chúng ta sẽ đổ nước sôi lên. Nè, cẩn thận nha, Sam tránh đánh ra nè. Đây, đổ nước sôi vô. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đợi cho mì nó được chín nha các bạn nha. Chúng ta sẽ ăn được thôi. Rồi, bây giờ ngồi đợi nè. Rồi, ok bạn ơi, mì đã chín rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một ít topping vào bên trong nữa. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cho trứng gà điểu vô. Trứng rồng, ok. Ít thôi nha, rồi. Rồi, bỏ trứng rồng vô. Trứng rồng nha bạn, okay. Trứng rồng rồi. Nha. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ xúc xích vô. Trời ơi, nó có nhỏ rồi bạn, nó to. Chúng ta sẽ bỏ xúc xích vô. Ơi. Bỏ hết 3 cục vô. Ê, một cục ơi, nó tràn. Bỏ hết 3 cục vô. Nó tràn. Nhiều quá. Nó tràn các bạn ơi. Lần đầu tiên tôi thấy là cái cây xúc xích nó bự hơn tô mì các bạn. Cái này là xúc xích mì chứ mì xúc xích cái gì. Đó, wow. Hơi bị ngon nha các bạn nha. Ui, chua chua. Thơm ấy à, thơm lắm luôn á. Rồi ok, bây giờ Sammy ăn thử đi. Nãy giờ là bà Sam bà đang rất là chờ mì cay luôn các bạn. Đúng rồi, hình như nó không cay lắm các bạn ơi. Tại vì nó bớt cay rồi. Ăn thử đi nè. Ngon không? Sao, mùi vị sao? Rồi tôi xem bà Sam bà ăn, tôi chảy nước miếng luôn các bạn ơi. Mì cay này ngon nha. Chua chua cay cay gì đó. Rồi ăn miếng xúc xích nè. Ăn miếng xúc xích nè. Đây là một tảng xúc xích cho mày, một miếng xúc xích bạn ơi. Ở trong á là cái tô mì cay này á, đối với mình á là nó vẫn còn hơi thiếu độ mặn một chút xíu. Và nó cũng hơi thiếu độ cay chút xíu. Tại mình đổ nước nhiều quá rồi không? Nước nhiều quá hả? Nó bị lạng, nó bị lạc á. Ok, nhưng mà nói chung á là full topping nha các bạn nha. Trứng rồng đó, trứng rồng với lại là xúc xích siêu to. Bỏ vô cái tô mì mà nó ngập lên luôn á các bạn. Oh my god, ngon không? Ngon hả? Sao ngon mà nãy giờ thấy ăn không thấy khen gì hết trơn. Ngon quá trời ơi, ăn rồi, ăn bận ăn rồi. Bận ăn rồi hả? Ok thôi rồi, mình nhường Sam hết luôn á, mình không thích ăn mì lắm mấy bạn ạ. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình và Sammy lại tiếp tục ăn xong tất cả những món ăn mà bọn mình đã kiếm được ở trong Minecraft rồi. Sammy, chúng ta đang chào mấy bạn á. Đang chào mấy bạn. Ok. Mình chào xong rồi mình ăn ha. Ok. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã ăn xong những món ăn có ở trong Minecraft mà bọn mình đã tìm ra được ở trong cái làng của bọn mình. Và bây giờ á, Sammy ấn tượng với món nào nhất? Chắc là mì, không cần nói đâu. Nãy giờ ăn mì quá. Rồi ok, còn mấy bạn fan, mấy bạn thấy thích món ăn nào nhất trong những món ăn mà bọn mình đã ăn thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn muốn mình sẽ ăn món gì tiếp theo ở trong Minecraft, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Ho quá hả? Sặc ơi các bạn. Cay quá. Ok, được rồi, còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.